bài diễn thuyết khiến cả Trung Quốc chấn động. Lời của Lưu Bá Châu có thể làm nhiều người không thoải mái, nhưng con người chỉ nghe lời hay ý đẹp sẽ không thể thức tỉnh được. Bài phát biểu của Lưu chính là một tiếng nói khác. Nhân đây chúng tôi xin giới thiệu với quý độc giả bài diễn thuyết của Thượng tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, phân tích cách thức mà xã hội Trung Quốc phản ứng với một sự kiện khủng bố phương Tây. Bài diễn thuyết của tướng Lưu nói tại căn cứ quân sự Côn Minh, thời điểm ông vẫn còn mang hàm trung tướng, và được truyền thông Trung Quốc cũng như quốc tế đánh giá là chấn động. Dưới đây tôi xin trích đăng bài diễn thuyết trên về tín niệm và đạo đức. Tôi là người thừa kế văn hóa Trung Quốc, cũng là người phê phán văn hóa Trung Quốc. Trong quá khứ, trước hết tôi là người kế thừa văn hóa Trung Quốc, sau đó mới là người phê phán. Hiện tại tôi là người phê phán, sau mới là người kế thừa văn hóa Trung Quốc. Lịch sử phương Tây là quá trình bỏ ác theo thiện, lịch sử Trung Quốc lại là quá trình bỏ thiện theo ác. Phương Tây cổ đại cấm đủ điều, chỉ có bản năng con người là không cấm. Trung Quốc cái gì cũng không cấm, chỉ cấm bản năng con người. Người phương Tây dám thể hiện chính mình và tư tưởng cá nhân, cũng dám khoe bản thân lõa thể. Người Trung Quốc chỉ biết mặc quần áo. Mặc quần áo cho tư tưởng, mặc quần áo dù sao cũng dễ hơn cởi quần áo. Hegel nói, Trung Quốc không có triết học. Tôi nhận định, Trung Quốc hàng trăm ngàn năm qua chưa từng sinh ra tư tưởng gia. Tư tưởng gia mà tôi nói tới là những người có cống hiến trọng đại cho tiến trình văn minh nhân loại như Hegel, Socrates, Plato, v.v. Lão Tử có phải là tư tưởng gia không? Chỉ dựa vào cuốn Đạo Đức Kinh 5.000 chữ có thể trở thành tư tưởng gia không? Chưa kể tới là Đạo Đức Kinh có vấn đề. Khổng Tử có thể được xem là tư tưởng gia chăng? Hậu nhân chúng ta kiểm duyệt ông thế nào? Tác phẩm của ông chưa từng cung cấp cho người Trung Quốc một thể hệ giá trị quan về nội tâm có thể đối kháng được quyền lực thế tục. Cái ông đem lại là tất cả xoay vòng quanh quyền lực. Nếu như nho học là tôn giáo thì đó là ngụy tôn giáo. Nếu là tín ngưỡng thì đó là ngụy tín ngưỡng. Còn nếu triết học thì đó là triết học của xã hội bị quan trường hóa. Xét từ ý nghĩa này, nho học là có tội với người Trung Quốc. Trung Quốc không thể có tư tưởng gia mà chỉ có chiến lược gia. Xã hội Trung Quốc là một xã hội binh pháp. Dân tộc của chúng ta chỉ tôn sùng chiến lược gia. Một nhân vật có sự nghiệp chẳng mấy thành công như Gia Cát Lượng lại được người ta hoài niệm. Ông không có hùng tâm tráng khí, dùng người cũng không đúng đắn. Có tư liệu còn chỉ rõ ông là kẻ lộng quyền. Nhưng một người như thế lại được nâng lên tầm cao đáng giật mình. Đây cũng là một kiểu phản ảnh tâm linh của dân tộc chúng ta. Trong một hình thái xã hội như thế, có 3 loại hành vi trở nên phổ biến. Thứ nhất, ngụy biện. Con trai tôi năm nay thi đỗ vào khoa báo chí của một trường đại học. Khoa này là một trong những khoa báo chí xuất sắc nhất ở Trung Quốc. Tôi bèn bảo con trai đưa giáo trình để tôi xem. Xem xong tôi nói, thứ này không đáng để đọc. Trong một giáo trình có một khẳng định, Trung Quốc phát minh ra thuốc súng. Sau khi thuốc súng truyền tới châu Âu, đã phá vỡ những thành trì phong kiến thời Trung Cổ ở châu Âu. Thật là nực cười, anh phát minh ra thuốc súng đi phá vỡ thành trì phong kiến của người ta. Vậy thành trì của chính anh tại sao không bị phá, ngược lại còn kiên cố hơn? Khi thảo luận về vấn đề Đài Loan tại Đại học Quốc phòng, có một quan điểm khá ăn khách. Đài Loan là một chiếc khóa. Nếu không giải quyết được vấn đề Đài Loan thì chiếc khóa sẽ chặn cửa lớn của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không có đường ra biển lớn. Quan điểm này là ngụy biện. Tôi có thể phản bác lại trong một câu. Tây Ban Nha sau khi trở thành cường quốc trên biển đã không hề chặn nước láng giềng là Bồ Đào Nha cũng trở thành cường quốc đại dương. Eo biển Dover của Pháp chỉ cách lãnh thổ nước Anh 28 hải lý. Anh có ngăn cản Pháp trở thành cường quốc trên biển hay không? Mấu chốt khiến Trung Quốc mất đi đại dương chính là các thế hệ chính trị trong lịch sử Trung Quốc không có quan niệm hải quyền. Điều thứ hai, đối ngoại mềm mỏng, đối nội tàn nhẫn. Văn minh châu Âu và văn minh Trung Quốc gần như cất bước cùng nhau. Nhưng châu Âu hình thành nhiều quốc gia nhỏ, trong khi Trung Quốc hình thành một đại đế quốc thống nhất. Nói tới điều này, chúng ta thường cảm thấy vui mừng. Kỳ thực, việc châu Âu hình thành nhiều quốc gia chính là một cách thể hiện lục địa này có tự do tư tưởng. Mặc dù bọn họ chia thành nhiều nước nhỏ, nhưng ít nhiều những gì có liên quan tới văn minh nhân loại đã được phát minh từ chính những quốc gia tách rời này. Còn chúng ta làm được gì cho văn minh thế giới? Thống nhất giang sơn chắc chắn có liên hệ với yếu tố thống nhất tư tưởng. Xã hội chiến lược là xã hội mang tính hướng nội.
tôi từng nghiên cứu kỹ lưỡng những khác biệt giữa Mỹ, Trung. Trung Quốc ở các sự vụ quốc tế về cơ bản là mềm mỏng, đối với sự vụ trong nước thì cứng rắn. Nước Mỹ thì ngược lại, cứng rắn trong lĩnh vực sự vụ quốc tế, mềm mỏng ở các vấn đề quốc nội. Tôi không nhớ tôi đọc được vấn đề này trong cuốn sách nào, nhưng có một kết luận, đó là do bất đồng văn hóa quyết định. Văn hóa Trung Quốc là khép kín hướng nội, văn hóa Mỹ là cởi mở hướng ngoại. Quan niệm nhất thống cũng là một tư tưởng theo kiểu hướng nội. Điều này giải thích vì sao chúng ta là cừu trước các thế lực ngoại xâm, nhưng lại là sói trước chính đồng bào mình. Người Trung Quốc muốn dân mình đánh mình, đó mới gọi là dũng mãnh. Điều thứ ba, thấp hèn, thô tục. Tinh thần thấp hèn dẫn đến hành vi thấp hèn, tinh thần cao quý sẽ đưa tới hành vi cao quý. Khoảng 20 năm trước, ở khu tập thể tôi sống phát sinh một chuyện thế này. Một đôi vợ chồng đòi ly hôn. Ông chồng đưa tình mới về nhà, cãi cọ ầm ĩ. Bà vợ chạy lên nóc nhà định nhảy xuống. Người dân xung quanh đứng xem rất đông. Có người hào hứng hét lên, nhảy đi, nhảy đi. Sau đó bà vợ được cảnh sát cứu xuống. Những người xem thậm chí còn thấy tiếc nuối. Tôi thở dài trở về nhà, bật TV xem. Truyền hình đang phát một câu chuyện ở châu Âu. Tại nước nào đó, tôi nhớ mang máng là Hungary. 70 năm trước, có một thợ mỏ trẻ tuổi định làm đám cưới. Lần cuối cùng, người này xuống mỏ trước hôn lễ. Tai nạn sập hầm xảy ra, khiến anh ta ra đi mãi mãi. Cô dâu không tin người mình yêu đã ra đi, nên mỏi mòn chờ đợi suốt 70 năm. Gần đây người ta tu sửa lại hầm mỏ, đã phát hiện ra một thi thể, chính là chú rể khi trước. Do trong hầm không có không khí, thi thể chú rể lại ngâm trong nước chứa khoáng chất, nên vẫn giữ được sự trẻ trung như 70 năm trước. Còn cô dâu khi ấy đã trở thành một bà lão tóc bạc trắng. Bà ôm thi thể người yêu khóc thảm thiết và đưa ra quyết định tiếp tục hoàn thành hôn lễ. Đó là một cảnh tượng chấn động lòng người. Tân nương 70 tuổi trong bộ váy cưới trang trọng màu trắng, tóc bà cũng trắng như tuyết. Người yêu của bà vẫn trẻ trung như vậy, được đặt nằm trong cỗ xe ngựa. Hôn lễ và tang lễ cử hành đồng thời, khiến cho bao người phải rơi nước mắt. Sự kiện dễ dàng khảo nghiệm tiêu chuẩn đạo đức của dân tộc chúng ta nhất định chính là sự kiện 11 tháng 9 ở Mỹ. Vụ 11 tháng 9 không thay đổi thế giới, nhưng đã thay đổi nước Mỹ. Đồng thời, thế giới cũng rất khó quay trở về thời điểm trước 11 tháng 9. Khi vụ khủng bố trên xảy ra, ở đất nước chúng ta ít nhất là trong một khoảng thời gian, một bầu không khí kém lành mạnh lan tỏa khắp nơi. Tối ngày 12 tháng 9, có một người gọi điện cho tôi nói rằng sinh viên trường Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa đang khua chiêng gõ trống. Tôi nói, đội tuyển bóng đá Trung Quốc ngày 7 tháng 10 mới thi đấu. Đó là trận cuối cùng gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu thắng sẽ lọt vào chung kết World Cup. Một lúc sau tôi mới biết, thì ra các sinh viên Trung Quốc đang ăn mừng tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới WTC tại Manhattan bị máy bay khủng bố đâm vào. Trung Quốc có một đoàn đại biểu nhà báo khi ấy đang làm việc tại Mỹ. Khi nhìn thấy tòa tháp đôi bị đâm trúng, nhóm ký giả này không dừng được, đã vỗ tay hoan hô. Đây là một dạng thẩm thấu văn hóa. Không thể chỉ trích bọn họ vì hành động như vậy, bởi bản thân họ đã không thể tự kiểm soát bản thân được nữa. Kết quả, nhóm này đã bị Mỹ tuyên bố vĩnh viễn không hoan nghênh. Tôi ở không quân Bắc Kinh. Mấy ngày ấy có nhiều người trong bộ đội tới thăm. Tôi đều hỏi cách nhìn của họ về sự kiện 11 tháng 9. Tất cả họ đều nói, nổ rất hay. Về sau tôi mới nói, đó là điều đáng buồn. Nếu những người như thế yêu Trung Quốc, vậy Trung Quốc có còn cứu được không? Truyền thông thì không cần nhắc tới, vì nơi không có thời sự nhất ở Trung Quốc chính là trên mặt báo. Năm 1997, công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Bạn không cần biết Diana là người thế nào, hoàng gia Anh ra sao, nhưng chỉ ít nhân vật này có một giá trị thời sự. Các tờ báo lớn trên thế giới đều đăng thông tin đó trên trang nhất, chỉ có báo Trung Quốc không đăng. Ngày hôm đó, dòng tít lớn nhất trên báo chí Trung Quốc là các trường trung học, tiểu học ở Bắc Kinh khai giảng. Bài báo này chẳng khác đưa tin ngày hôm nay có người dân Bắc Kinh ăn cơm là mấy. Giá trị chỉ có vậy. Tối ngày thứ hai sau vụ 11 tháng 9, tôi xem chuyên mục phỏng vấn tiêu điểm trên truyền hình với hy vọng nghe được một số bình luận về sự kiện này. Kết cục chương trình tối hôm đó nói về tăng cường tự thân, xây dựng chi bộ đảng ở nông thôn như thế nào. Anh muốn xem gì đều không có. Cái anh không muốn nghe thì nhất định nói cho anh nghe. Những cái miệng quốc gia đương nhiên không có tội tình gì. Bao người thiệt mạng trong vụ 11 tháng 9 đều vô tội. Thứ mất đi là sinh mạng, điều tôn nghiêm nhất trên thế giới. Bản thân những sinh mạng này không liên quan gì tới chính phủ Mỹ. Chúng ta đối đãi với người khác bằng thái độ như vậy
Nhưng người ta không dùng thái độ đó đối xử với chúng ta. Điều rõ nhất chính là vụ thảm sát Dover. Năm đó, một nhóm người Phúc Kiến trốn trong xe chở động vật từ eo biển Dover vượt biên vào Anh. Do bị thiếu không khí vì phải ở trong xe kín vài chục giờ đồng hồ, đa số đều bị chết ngạt, chỉ còn hai người sống sót. Sau khi vụ việc bùng bét, Đại sứ quán Trung Quốc không có lấy một người ra mặt. Cuối cùng người dân Anh ở Dover phải đứng ra cử hành đám tang và truy điệu những người thiệt mạng. Rất nhiều trẻ em đã tới tham gia, trong tay chúng cầm đồ chơi do Trung Quốc sản xuất. Nhân tiện nhắc tới, trên thế giới này hiện nay có 80% đồ chơi là made in China. Phóng viên hỏi các em nhỏ vì sao tới tham gia lễ truy điệu. Đám trẻ trả lời rằng vì bọn họ cũng là người, đồ chơi mà chúng cháu cầm trên tay có thể do một trong số họ góp phần làm ra. Trong lễ truy điệu ấy không có một người Trung Quốc nào. Thế nào gọi là văn minh, thế nào là không văn minh, tôi vẫn đang suy nghĩ. Khen ngợi khủng bố mới thực sự là khủng bố. Văn hóa Trung Quốc giáo dục ra người Trung Quốc. Đầu tiên, xem nhẹ tính mạng của bản thân thì mới coi người khác và tính mạng của người khác như trò đùa. Tự thân không có quyền lực để quý trọng sinh mạng của mình, cũng không cho phép người khác có. Lỗ Tấn từng phê phán, tâm thái bàng quan cũng được luyện thành từ đó. Người Trung Quốc thấy người khác bị giết, không ai không hào hứng kích động. Giai cấp thống trị cũng cố tình đưa người ra giữa đám đông để hành hình. Giai cấp bị trị thì hưởng thụ cảm giác hưng phấn của nhà thống trị trong đám đông. Đặc biệt là khi phạm nhân bị xử tử bằng lăng trì, người xem đông như rừng như biển suốt 3 ngày 3 đêm. Ngay cả quán xá cũng mang đồ ra đó mở hàng, đao phổ, tay còn nhốm máu vẫn cầm bánh bao giao bán. Ngày nay không còn lăng trì nữa, nhưng thói quen xét xử giữa công chúng vẫn còn. Ngày xưa người dân đi xem xử tử Đàm Tự Đồng và nhóm Lục Tuân Tử đông như chảy hội, thì làm sao trận Giáp Ngọ 1894 không thất bại? Còn hậu duệ của bọn họ thì như thế nào? Anh thực hiện 4 hiện đại hóa thì có tác dụng gì? Buổi sáng tôi thường xem TV trong khi tập thể dục. Sản phẩm chạy nhất trong tiết mục quảng cáo của thời sự buổi sáng là gì? Cửa chống trộm. Đó là bi kịch của một dân tộc. Chúng ta sống như ở trong lồng. Khi tôi sống tại Thành Đô, thì ở trong căn hộ của mấy đời chính ủy không quân trước đó, vừa vào nhà nhìn qua thì trời ơi, như ở trong ngục vậy. Cửa sổ và ban công đều được lắp các tấm lưới chống trộm. Tôi cho bỏ hết. Gần đây có một cuốn sách tiêu đề Trung Quốc có thể nói không. Tôi nói, đúng là anh có thể nói không, nhưng anh nói khi anh đứng sau cánh cửa chống trộm, đó không phải là dũng cảm mà là yếu hèn. Kiều Lương nói rất hay, những người ái quốc mà đến trông thấy phường trộm cắp chó gà còn phải tránh đường để đi, lại có hào khí can đảm nói không với các cường quốc phương xa, cần nhìn nhận nước Mỹ khách quan toàn diện. Mỹ là quốc gia như thế nào? Trước đây tôi từng nghe một câu mô tả, những gì tốt nhất và tồi tệ nhất trên thế giới cộng lại chính là New York. Dùng câu nói này để nói về nước Mỹ ngày nay phải chăng cũng phù hợp? Thế hệ quân nhân chúng ta là những quân nhân gánh vác hy vọng tương lai của đất nước, không thể làm phái thân Mỹ, nhưng cũng không thể đơn giản là phái chống Mỹ, mà phải là phái hiểu Mỹ thành thục. Biết đối thủ mới chiến thắng được đối thủ. Hạ thấp đối thủ chính là hạ thấp bản thân. Thác Bạt Hoành đổi tên nước Nhu Nhiên thành Nhu Nhu, ý là sâu bọ. Rồi ông bị chính Nhu Nhiên đánh bại. Khác nào không bằng cả sâu bọ. Mỹ không mong Trung Quốc hùng mạnh, cũng giống như Trung Quốc không hy vọng Mỹ xưng bá. Quan hệ Mỹ-Trung có xung đột, nhưng cũng có lợi ích chung nhất định. Làm thế nào để hóa giải xung đột, phát triển lợi ích chung mới là điều mà các nhà ngoại giao Trung Quốc cần phải nỗ lực thực hiện. Trung Quốc muốn phát triển thì không được đoạn tuyệt giao lưu với thế giới. Thế giới hiện tại vẫn hơn là đơn cực. Chỉ có Mỹ suy yếu mới xuất hiện thế giới đa cực. Chúng ta không thể đoạn tuyệt với Mỹ, cũng không thể ôm kỳ vọng lớn vào Mỹ. Hiện tại không phải là thời cơ thích hợp nhất để đối đầu với Mỹ. Lợi ích quốc gia phải là chuẩn mực cao nhất cho hành động của chúng ta. Chúng ta cần nhẫn nại. Nhẫn nại không phải là mềm yếu, chỉ có khuất phục mới là mềm yếu. Mỹ đương nhiên không muốn Trung Quốc trỗi dậy, không muốn kinh tế Trung Quốc đi lên. Nhưng chúng ta cần nhớ, đấu tranh với đối thủ thì anh nhất định phải cho đối phương chứng kiến cục diện mà họ không muốn thấy nhất. Người Mỹ hy vọng người Trung Quốc nội chiến thì chúng ta đã nội chiến thật. Mỹ không cười lăng cười bò mới là lạ. Đương nhiên, nếu chỉ nằm gai nếm mật, nhẫn nại chờ thời thì cũng không được. Trung Quốc trong vai trò nước lớn có thể giống như một võ hiệp thời cổ đại, giấu mình trong thâm sơn cùng cốc tu luyện võ công, đợi ngày quyết chiến với kẻ địch hay không.
với nguồn tài nguyên và dân số, cùng với văn hóa của Trung Quốc, Trung Quốc không có khả năng hùng mạnh như Mỹ. Chưa kể Mỹ vẫn đang tiến lên không ngừng. Vẫn là Mao Trạch Đông từng nói, đánh vẫn phải đánh, đàm phán vẫn phải đàm phán, hòa vẫn phải hòa. Bài diễn thuyết về đạo lòng người gây chấn động Trung Quốc. Chấn động, rung động, vang dội là bình luận trên các diễn đàn ở Trung Quốc về bài diễn thuyết được cho là đụng chạm đến những góc nhạy cảm nhất của xã hội nước này. Bài diễn văn của giáo sư Tùng Nhật Vân tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Chính pháp Trung Quốc là một trong những bài nói gây bão nhất tại Trung Quốc và trên các diễn đàn quốc tế trong hơn 3 năm qua. Đài Deutsche Welle Đức dẫn lời ông Kim Trung, tổng biên tập tạp chí Open Hồng Kông, từng đánh giá một trận bão tố đang nổi lên ở Trung Quốc. Trên kho dữ liệu của Baidu, bài diễn văn được đánh giá là chấn động, rung động, vang dội. Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng nội dung bài diễn thuyết gây chấn động này, bài gốc được đăng trên báo Sina Trung Quốc hôm 17 tháng 8. Các em học sinh, hôm nay là ngày vui của các em, là ngày các em trưởng thành, là một khởi đầu mới trên đường đời của các em. Các em sẽ đội lên đầu vòng nguyệt quế và mặc lễ phục tốt nghiệp để biểu thị các em đã trở thành học sĩ. Trong ngôn ngữ Trung Quốc truyền thống, trở thành sĩ nghĩa là đạt được một thân phận khác với số đông, gặt hái được vị trí cao trên con đường học vấn gọi là sĩ. Người dùng tài trí gọi là sĩ. Sĩ có nhiều dạng, mà học sĩ chính là những người dùng học vấn và tài trí để đạt được thân phận sĩ, được người khác tôn trọng. Cho nên thầy chân thành chúc mừng các em, chúc mừng mười mấy năm học tập của các em cuối cùng đã thành chính quả. Hôm nay các em tốt nghiệp, bước ra cổng trường. Ngày mai chính là lễ khai giảng của Đại học Xã hội. Nhân sinh là từng lần một tốt nghiệp rồi lại khai giảng. Nhưng chỉ có lần tốt nghiệp và khai giảng này là bước ngoặt quan trọng nhất trong đời người. So với hành trình dai dẳng ngày sau, quá trình học tập sinh hoạt trước đây của các em chỉ là tập đi mà thôi. So với sân khấu cuộc đời sắp tới, cuộc sống học tập trước đây chỉ là mở màn mà thôi. Xã hội mà các em sắp bước vào là một vũ đài nhân sinh đầy màu sắc, mà ở đó các em sẽ thực hiện được giá trị của mình, hưởng thụ cuộc đời của mình. Nhưng đồng thời, xã hội cũng là một giang hồ hiểm ác, một vũng lầy dơ bẩn. Giang hồ đó sâu không thể dò được, vượt xa khả năng tưởng tượng của các em. Các em xông pha giang hồ từ đây cũng giống như học đi thuở ban đầu vậy. Giang hồ đó sẽ nhào nặn lại từ đầu, sức mạnh của các em có thể các em chưa ước lượng hết được. Giờ đây các em phải lao mình vào đó không quay đầu, trong khi không biết nó có ý nghĩa gì. Những ngày này các em vừa phấn khích vừa lo âu, đều mường tượng về tương lai sáng lạn, cuộc đời tươi đẹp. Những gì mà các em nghe được đều là những lời chúc phúc đẹp đẽ và những kỳ vọng cùng ủy thác cao vời. Nhưng là bậc phụ huynh, là người thầy giáo, là thầy Tùng Nhật Vân của các em, trong lòng tôi lại có chút bấp bênh, chỉ có thể nói mấy lời khuyến khích thích hợp với đại đa số các em trước giờ chia tay. Thời Tiên Tần có một nhà tư tưởng tên Dương Chu, vì cảm thán nhân sinh trắc trở trùng trùng, trong ngã rẽ lại có ngã rẽ khác, khiến người ta dễ lạc lối mà bật khóc. Nguyễn Tịch, người nước Ngụy thời Tam Quốc, trong Trúc Lâm Thất Hiền cũng từng đối diện với trắc trở mà phải bật khóc quay đầu. Cuộc đời nhiều ngã rẽ, đây chính là số phận của con người. Nếu nghiêm túc đối đãi nhân sinh thì không thể không đối diện với những khốn khó và âu lo trước mỗi ngã rẽ hết lần này đến lần khác. Cuộc đời là vô số lựa chọn, bắt đầu chọn từ mục tiêu cuối cùng của nhân sinh, rồi quy hoạch phương hướng phát triển lớn, cho đến từng lựa chọn chi tiết trong từng sinh hoạt thường ngày để đưa ra lựa chọn cho từng bước. Lựa chọn của các em sẽ tạo thành cuộc đời em, một cuộc đời đúng đắn hay là một đời sai lầm. Từ trước đến nay, phụ huynh, xã hội, trường học hầu như đã giúp các em hoạch định tất cả. Từ nay về sau, chọn lựa con đường sống của mình. Con đường nhân sinh chỉ có thể một mình bước đi, không có chỗ dựa dẫm, không có thầy giáo. Chẳng may một ngày nào đó em buông xuôi theo dòng đời, thì đó cũng là lựa chọn của chính em. Nhà triết học hiện sinh Jean-Paul Sartre từng nổi tiếng một thời ở Trung Quốc trong thập niên 1980, nhưng ngày nay rất ít người còn chú ý đến ông. Nhưng ông có một câu nói vẫn cần phải nhắc đến: con người là tự mình lựa chọn. Con người lựa chọn vốn là việc của bản thân, hơn nữa phải chịu toàn bộ trách nhiệm với lựa chọn của mình. Trên thế giới này, mỗi một người đều là độc nhất vô nhị. Giá trị của em trên thế giới này nằm ở chỗ em không giống số đông. Cho nên lựa chọn đầu tiên của mỗi người chính là nên trở thành chính mình.
Đừng thấy người khác mơ mà em cũng mơ, vì ước mơ của người khác che mắt mà cũng ước mơ giống như họ. Mỗi người đều có giấc mơ của riêng mình. Lựa chọn trở thành chính mình nghĩa là không ngừng vượt qua chính mình. Các em phải không ngừng đánh giá lại bản thân, tự vấn bản thân, đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân để truy cầu cảnh giới cao nhất. Cuộc đời của chúng ta tương quan mật thiết với vận mệnh của xã hội này. Mỗi thế hệ có vận mệnh của mình. Thế hệ các em có tuổi thơ và thời niên thiếu yên bình, nhưng tương lai của các em có thể phải đối mặt với những đổi thay trọng đại của xã hội Trung Quốc. Nếu quan tâm tình hình xã hội, các em có thể nhìn thấy mây đen tích tụ trên bầu trời, có thể thấy cơn bão âm ỉ giấu trong mây đen. Những người nhạy cảm đều có thể nhìn thấy phong vân biến hóa, sóng ngầm rung chuyển, con đường phía trước mờ mịt. Đối diện với những biến đổi to lớn có khả năng xảy đến trong xã hội, các em sẽ lựa chọn thế nào? Khi em đưa ra lựa chọn, em có phải là một người tỉnh táo hay không? Trong tác phẩm Sông Lớn, Biển Lớn 1949, nữ sĩ Long Ứng Đài, tác giả nổi tiếng người Đài Loan, ghi chép lại vô số lựa chọn của con người trong thời khắc ấy. Đi hay không đi? Đi là một đời, không đi cũng là một đời. Bi kịch của vô số người đều bắt đầu từ giây phút lựa chọn ấy. Đối diện với một số người bình thường ở trong hoàn cảnh bất đắc dĩ bị vận mệnh cuốn theo ấy, Long Ứng Đài nói một cách cảm khái: một giọt nước làm sao mà biết được hướng đi của dòng chảy lớn. Nhưng thầy nghĩ các em là sinh viên tốt nghiệp của Đại học Chính Pháp, là cử nhân Học viện Quản lý Hành chính, các em nên có năng lực nhận thức phương hướng dòng chảy hơn những người bình thường. Người ta cảm thán rằng rừng cây tiêu điều sơ sắc không thể ngăn cản được sóng xô cuồn cuộn. Nhưng cho dù là một rừng lá, liệu em đã từng dãy giụa? Em từng dãy giụa theo hướng nào? Nếu Trung Quốc lại xuất hiện một cuộc vận động nghĩa hòa đoàn hay hồng vệ binh, nếu mô hình Trùng Khánh trở thành mô hình Trung Quốc, các em có đủ tỉnh táo để nói không? Nếu các em không có kiến thức và dũng khí đó, có thể ít nhất là một phái tiêu dao vô hại hay không? Đương đầu với dòng nước đục cuộn tới, nếu em không thể chống chọi liên tục, em có thể lựa chọn đấu tranh từng lúc. Nếu em không dám tích cực đối đầu, em vẫn có thể lựa chọn đối đầu tiêu cực. Nếu em không thể dũng cảm biểu đạt, em có thể lựa chọn biểu đạt hàm ý. Nếu em không dám biểu đạt hàm ý, em có thể lựa chọn im lặng. Nếu các em không lựa chọn im lặng mà lựa chọn hùa theo, nhưng liệu các em vẫn có thể giơ cao đánh khẽ hay không? Khi các em chủ động hoặc bị buộc phải làm chuyện xấu, liệu nội tâm có thể chút xót lại cảm giác bất an hay tội lỗi? Chỉ một chút cảm giác bất an hoặc mang tội này thôi vẫn là dấu hiệu cho thấy nhân tính còn chưa bị bôi xóa. Cho dù các em không tranh đấu, nhưng đối với những người đấu tranh với cái xấu khác vẫn phải có đôi chút kính trọng. Cho dù không kính trọng cũng không được đâm sau lưng, dùng thủ đoạn hại người, tiếp tay kẻ ác làm xấu. Khi các em bước ra khỏi cổng trường, các em sẽ đối diện với một xã hội đặc thù. Xã hội này đã là một thùng thuốc nhuộm lớn. Năm xưa Mặc Tử thấy người ta nhuộm vải, vải trắng đưa vào, vải ngũ sắc đưa ra, ông bật khóc. Các em hãy hiểu tâm trạng của các thầy cô hôm nay. Nhìn các em vẫn còn những nét hồn nhiên thuần khiết, chuẩn bị bước vào thùng thuốc nhuộm ấy. Chia tay trường học nghĩa là tạm biệt cuộc sống đơn giản để lao vào hồng trần cuồn cuộn, giang hồ dậy sóng. Sau này, mỗi một lần các em bị tổn thương sẽ nhớ về trường cũ. Bất kể ở đây các em có trải qua bao nhiêu điều không vui, thì đây vẫn là một miền đất sạch. Đối diện với hoàn cảnh xã hội, liệu các em có làm được cả thế gian say, mình ta tỉnh, người đời vẩn đục, chỉ ta trong? Thầy không có nhiều hy vọng về điều này, bởi chính thầy cũng không làm được. Nếu kiên trì chuẩn mực đối nhân xử thế như vậy, chỉ có cách học theo Khất Nguyên mà nhảy xuống sông Mịch La. Nhưng Phật giáo có một nguyên tắc xử thế có thể gợi mở cho các em đôi chút, đó là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Nếu đã tùy duyên thì cũng bất biến. Bất biến là nguyên tắc, còn tùy duyên nghĩa là linh hoạt. Thầy tin rằng đây là tiêu chuẩn mà đa số người có thể thực hiện được. Trong lĩnh vực đời sống cá nhân, thầy hy vọng các em lựa chọn lối sống lành mạnh, cầu tiến, lựa chọn là một người văn minh và có lương tri. Đương nhiên thẳng thắn nói với các em về hiện thực không phải là khuyên các em lựa chọn tiêu cực hay từ bỏ. Người ta thường nói, mắt ta dù màu đen nhưng lại dùng để truy tìm ánh sáng. Không có ánh sáng hy vọng thì đó là một cuộc đời tuyệt vọng, không thể tiếp tục bước đi. Miền đất sạch trong nội tâm các em chỉ thuộc về chính các em. Chỉ cần giữ vững nó thì bất kỳ thế lực bên ngoài nào cũng không thể xâm nhập được. Từng có lời khuyên của một người phương Tây khi đối mặt với sự từ bỏ, nói rằng không phải tôi muốn thay đổi thế giới, mà tôi chỉ muốn để thế giới thay đổi chính nó. Cũng có nghĩa là anh không thể quyết định ngày mai mặt trời mọc mấy giờ, nhưng anh có thể quyết định thức dậy lúc mấy giờ.
Các em học sinh, các em phải vươn cao, bay xa. Ngày hôm nay, các thầy cô nhìn theo bóng lưng các em bước đi, nhưng dõi theo bước chân của các em chính là nỗi lo lắng bận lòng lâu dài của các thầy cô. Bất kể các em là những người thông minh lanh lợi hay là đơn thuần thẳng thắn, dù cho các em là đẹp trai, giàu sang hay xinh đẹp quý phái, thì các em đều là học trò của thầy cô. Các thầy cô sẽ dõi theo thành công của các em, dõi theo hạnh phúc của các em, và dõi theo xem liệu các em có bước đi trên con đường ngay thẳng hay không. Nguyện cầu trời xanh bảo hộ các em học sinh thân yêu. Hẹn gặp lại.